Tiếp theo đây chính là màn thi đấu tiếp tục của cuộc thi tuyển cử mùa thu của học viện ẩm thực Totsuki và như ở phần trước các bạn đã xem thì đã có 8 người đã đi vào vòng trong của cuộc thi. Đến hôm nay cuộc chiến sẽ được tiếp tục bắt đầu. Mẹ Gumi đang bối rối chả biết mình đã mang đủ thứ cần thiết chưa thì mới ra hôm nay chỉ đi nghe thể lệ cuộc thi chứ có thi thố gì đâu. Soma cũng đến phòng của thất kỳ của trường và trận đấu đầu tiên chính là Soma đấu với Alice. Cô ấy là cháu gái của hiệu trưởng và còn là thiên tài với ngành ẩm thực phân tử và nấu ăn với các thiết bị tối tân nhất nhìn đống dụng cụ của cô với soma đã thấy cách nhau một trời một vực rồi nhưng soma vẫn tự tin vào chính đôi bàn tay và con dao của mình trận chiến bắt đầu với chủ đề là bento và hai bên cũng bắt đầu nấu món ăn của chính mình sau hai tiếng chờ đợi thì cả hai đã hoàn thành xong món ăn và đầu tiên là alice lên trước khi mở chiếc vung ra thì bên trong là một làn niter để giữ lạnh cho hộp bento và đó là bento sushi với sự bài trí cực kỳ tinh tế và đẹp mắt các giám khảo bắt đầu ăn thử món ăn của alice và thực sự nó rất ngon Alice bắt đầu giới thiệu những nguyên liệu thành phần của món ăn và cách sắp xếp món ăn để đưa hương vị lên đỉnh cao nhất khiến các giám khảo không thể ngừng ăn món ăn của cô được và hiệu trưởng đã thoát y đồng nghĩa với việc món ăn đã làm hài lòng ông ấy. Và tiếp theo đây chính là món ăn của Soma có tên là Nori Bento. Nghe tới đây mọi người bắt đầu tưởng tượng món ăn một trời một vực với nhau nhưng Soma vẫn tự tin bảo rằng quán ăn của tôi chủ yếu Bento là chính và còn đựng trong một cái hộp giữ nhiệt để Bento luôn được nóng. Đầu tiên là món ăn kèm thì là những món chiên giòn với hương vị rất là ngon. Ryoko cũng biết điều đó vì cô đã được Soma cho ăn thử tối hôm trước rồi. Sau khi ăn các món khai vị thì các giám khảo như đang thơ mộng giữa thảo nguyên. Tiếp theo là món sớt thịt sông khói mùi của nó khiến người ta tựa như là đang nối vòng tay lớn vậy. Lúc này Soma mới nói rằng mặc dù món ăn của Alice có tuyệt vời đến mấy nhưng nó không mong đúng ý nghĩa của một hộp bento. Cậu nhớ lại ngày trước có một vị khách quen là bà Kỳ Yêu luôn đến quán cậu ăn bento nhưng có hôm bà đau chân không đến. Được cậu liền tranh thủ quán rảnh mang cơm đến cho bà vào một hộp cơm chứa chan bao nhiêu tình cảm dành trong đó. Đó mới chính là ý nghĩa của một hộp bento. Lúc này giám khảo đã lật phần cơm thì có vô số hạt màu xanh xanh và khi họ ăn thử thì cái cảm giác bùng nổ trong miệng. Và cảm hứng của những viên vị rong biển đó được bắt nguồn từ gói kẹo rẻ tiền mà Soma hay ăn. So với món ăn của Alice như là một hộp đá quý được sắp xếp ngăn nắp thì hộp cơm của Soma như là một dương kho báu chờ người ta khám phá. Nhưng món chính vẫn còn ở phía sau đó là phần súp đậm đà gấp 3 lần phần súp thịt sông khói trước đó và khi chan ăn cùng cơm thì các giám khảo cảm thấy vị ngon bùng nổ không thể dừng lại được. Lúc này hiệu trưởng đã thoát ý lúc nào không hay và ông phân tích món ăn của Alice đã thua Soma ở những điểm nào. Lúc này Soma cũng làm một phần bento cho Alice ăn thử và khi ăn nó cô nhớ lại khoảng thời gian mình còn bé muốn tự mình làm ra những món ăn ngon đến nhường nào. Càng ăn càng gấp gáp và nó như một món quà giữa mùa đông lạnh giá mà Soma mang đến cho cô. Trận đấu đầu tiên Soma giành chiến thắng. Thế là Alice nằm ra đất khóc như một đứa trẻ khi được Soma đưa tay ra kéo dậy thì bảo không còn lần thua nào nữa đầu sau đó bỏ đi. Soma đi ra thì gặp mẹ Gumi ở đó. Cậu động viên trận tiếp theo của mẹ Gumi và người đấu với cô chính là người hầu của Alice tên là Ryu. Và chủ đề nấu ăn của hai người đó chính là ramen. Trước hôm thi thì cả hai được phép lựa chọn nguyên liệu để nhà trường chuẩn bị Ryu không nghĩ ngợi gì nhiều. Chọn luôn một loại mì còn mẹ Gumi thì bắt đầu suy nghĩ thử nghiệm các món ramen để có thể so tài với Ryu. Cô biết rằng Ryu sẽ nấu ra một món ăn đậm đà nhưng thử hết cách vẫn không làm cách nào để có một tô ramen vừa ý. Lúc này bà chủ ký túc xá đã đưa đến một biêu phẩm cho mẹ Gumi đó chính là quà từ quê mà mẹ cô gửi nên gồm các đặc sản và lúc này mẹ Gumi đã biết phải làm gì. Trận thi đấu bắt đầu các giám khảo bắt đầu phân tích về món ramen thì bao gồm 3 yếu tố, sợi mì phụ liệu và nước súp. Mặc dù ramen rất được ưa chuộng và tràn lan trên đất nước nhưng để ngon và thuần thục thì rất là khó. Nồi súp của Ryu đã được dùng hải sản để nấu và chúng đã chuyển sang màu đỏ cực đậm đà. Cậu ta còn dùng búa gõ nát đống tôm để làm bột trong món ăn. Alice kể rằng Ryu đã từng là bếp trưởng trong một quán ăn từ khi còn rất nhỏ nhưng mọi người trong ký túc xá vẫn động viên mẹ mì. Cố gắng lúc này Ryu theo trường phái thích một mình nên ghét tình bàn củ chuối của cô nhưng mẹ Gumi sẽ không chịu thua điều đó. Cô bắt đầu bình tĩnh hơn để xử lý các bước trong nấu ăn và sau đó hoàn thành được nồi súp trong veo và sáng lấp lánh. Các vị giám khảo bắt đầu đi xuống để xem tận mắt mẹ Gumi nấu ăn và đánh giá tốt nhưng Ryu với một pha phát giáo mì đã đánh tan cục diện im ắng đó. Alice nói rằng Ryu là một con người như vậy từ khi còn bé cậu đã rất mạnh mẽ và tự lực đi nên nhờ khả năng của mình cả những đầu bếp. Đầu năm cũng phải chịu muốn nhường trước cậu ta và giờ đây thì món ăn của Ryu đã được xếp gọn trên bàn cho giám khảo thưởng thức. Chỉ với một hút thôi đã thấy vị tôm bùng cháy trong miệng càng ăn càng cho đảo không thể dừng được. Đồ ăn kèm được rắc bột tôm tự đập vào khiến món ăn càng trở lên bùng cháy và món ăn của cậu như được liên tưởng. Là một giang hồ thứ thiệt đấu tay đôi với tâm trí của người ăn và khiến cho hiệu trưởng đã thoát y. Tiếp theo là món ăn của mẹ Gumi so về màu sắc thì món của cô không được đậm đà mấy so với món ăn của Ryu nhưng khi ăn thử thì ôi thôi, nó thơm ngon đến lạ thường khiến các vị giám khảo không thể dừng ăn được. Hóa ra trong nước súp của mẹ Gumi có sò điệp và các phụ liệu khiến cho nước súp vừa trong vừa ngọt đậm đà của biển cả. Cô bé còn lanh lợi dùng cả các loại rau củ sấy khô để tăng thêm hương liệu cho nồi súp khiến món ramen vừa đậm đà vừa thanh. Đến cả Ryu cũng muốn nếm thử món ăn của cô nhưng sau khi ăn xong thì Ryu nhận ra món ăn này đậm đà không kém gì bát ramen của mình và hai người như nhân vật trong Jojo vậy chịu hồi. Hai thằng đệ một thằng đệ tô một thằng đệ sò solo với nhau không bên nào nhường bên nào và lúc này thầy hiệu trưởng đã cầm bút lên để phán xem ai là người thắng cuộc và đó chính là Ryu. Chắc chắn rồi vì món ăn của mẹ Gumi không khiến ông ấy thoát y nên rõ ràng Ryu là người chiến thắng. Mặc dù vậy, cô bé vẫn được mọi người tán dương nhiệt tình và hai trận đấu hôm nay đã tạm thời xong và hôm sau sẽ tiếp tục. Hiệu trưởng vào phòng vệ sinh thì mới nhận ra mình thoát y từ bên trong lúc nào không hay. Tối hôm đó mọi người cũng bắt đầu dục dịch chuẩn bị tinh thần để hôm sau tiếp tục giải đấu mùa thu. Trận đấu sắp bắt đầu nhưng Soma thì lại ngủ như chết nên đang trên đường đi đến muộn lúc này có một người vụt qua và anh ta là một ông cao to đen hôi và cũng là một trong các thí sinh lọt vào vòng trong. Mặc dù nhìn hầm hố là vậy nhưng anh ta là một người rất tỉ mỉ khóa xe phải chục cái rồi phủ bạt buộc bọc các kiểu. Chưa kể cả đóng dịch vụ định vị để xe không bị trộm nữa và với phương châm chuẩn đến từng mm trên lông mày con mũi thì sự tỉ mỉ là điều cần thiết. Lúc này thì trận đấu tiếp theo đã bắt đầu và chủ đề của trận đấu này là hamburger. Người đấu vòng này chính là Han Iyama với biệt danh Phù Thủy Gia Vị và Hisako với biệt danh Y Thực Đồng Nguyên. Mới bắt đầu trận đấu thì Haiyama đã chuẩn bị để làm doner khi bắp là kiểu nướng thịt trên một xiên trụ lớn chín đến đâu cắt đến đó. Còn bên này Hisako thì mang ra một con ba ba cô thành thục chặt đầu cắt tiết và sơ chế cùng với đó là nấu con ba ba mà không hề lao lúng một chút nào. Bên này Megumi ra ngoài để xem Soma tới trưa và khi hai người định quay vào ghế ngồi thì lúc này bên anh cao to đen hôi kia anh ta đã điều tra từng chi tiết một về Soma cả chiều cao. Cân nặng quá khứ làm gì ở đâu với ai đều được anh ta nắm rõ trong lòng bàn tay và cả Takumi nữa từ những hành động cử chỉ hàng ngày đều được anh ta nắm rõ trong lòng bàn tay. Lúc này cả bốn người đều gặp nhau ở trung tâm và được anh ta đưa về phòng để xem qua TV trận đấu giữa Haiyama và Hisako. Và với niềm tin mình là người đi theo người sở hữu vị giác của thần thì cô muốn bản thân phải vượt qua kỳ thi mùa thu này. Sau khi món ăn của cô được bưng lên thì chỉ cần cắn một miếng đã khiến con người ta lơ lửng nhẹ nhõm và cô đã vận dụng hết những kỹ năng của mình có vào món ăn này khiến món ăn vừa mềm mại, thơm ngon lại tốt cho sức khỏe của các giám khảo. Một độ ngon của nó như kiểu một con ba ba quái vật vậy và thầy hiệu trưởng đã thoát y. Quay sang hướng của Hayama thì hương vị thức ăn của cậu đã lan tràn khắp sàn đấu khiến các vị giám khảo như biến thành các con cuốn con vậy. Khi món ăn của Hayama vừa được đưa lên thì không biết từ lúc nào không hay các giám khảo đã ăn hết nó hương vị của nó thực sự tuyệt vời với sự. Kết hợp tinh tế từ thịt bò và các hương liệu gia vị lại với nhau đã khiến món ăn của cậu càng trở lên cuốn hút hơn và cùng với đó là các món ăn kèm. Được kẹp bên trong khiến cho vị ngon béo của thịt bò được đẩy lên cao nhất và đúng theo kịch bản thôi Haiyama là người giành chiến thắng trận này. Bên này thì hội trưởng đã đi tới nhắc nhở nhóm của Soma đi ra khán đài để Subaru và Takumi chuẩn bị cho trận đấu thứ tư thế nhưng ở trong phòng chuẩn bị thì. Subaru đã nén cổng chiếc dao bán nguyệt của Takumi sau đó chê bai đưa em trai của cậu con nhà bã kẹo cao su và con dao và thách thức Sokugeki với Takumi. Và thế là một trận Sokugeki diễn ra ngay giữa cuộc thi mùa thu. Takumi đi tới ném cái găng tay xuống đất như một lời thách đấu theo truyền thống phương Tây và Subaru đã chấp nhận cuộc đấu. Nếu Takumi thắng thì anh ta phải quỳ lỗi tạ tội với chiếc bán nguyệt mà hắn bôi kẹo và còn xin lỗi em trai mình còn nếu thua thì cậu sẽ bị mất chiếc dao bán nguyệt đó. Lúc này IBU đã giải thích rằng Subaru là một kẻ chuyên đi theo dõi đối tượng hắn nhắm tới và bắt người đó phải đem đồ dùng nấu ăn của mình ra cá cược và hắn đã thắng 99 trận đấu rồi. Chủ đề của ngày hôm nay là món tráng miệng trận đấu bắt đầu nhưng nguyên liệu của hai người lại giống y hệt nhau và khi mọi người xem danh sách của Subaru các cuộc đấu trước thì anh ta cũng làm món y hệt đối thủ và đã chỉnh sửa sao cho ngon hơn món ăn đối phương. Subaru biết món ăn mà Takumi sắp làm đó chính là món bánh kem ba lớp và anh ta cũng làm món ăn đó để đấu với cậu. Takumi điềm tĩnh chuẩn bị nguyên liệu nhưng nhìn sang bên phía subaru thì mọi người bất ngờ vì anh ta đang cải tiến món ăn của Takumi sao cho nó có thể mịn và xốp hơn và cả việc làm siro cho món ăn thì chai rượu tranh độc quyền bên ý của Takumi cũng bị anh ta nắm thóp và cho và thực đơn khiến lúc này Takumi trở lên cực kỳ hoang mang vì các bước đi của mình đều bị anh ta nắm thóp anh ta như một con ác quỷ vậy và được gọi với biệt danh chú tể cô hồn ám subaru Lúc này Takumi đang hoang mang không biết nên phải làm thế nào thì thời gian gấp rút nên đành cho bánh vào nướng đại nhưng khi lấy bánh ra thì hai màu bánh hoàn toàn khác nhau. Hóa ra Subaru đã cho thêm bột cacao để bánh bông lan được mềm và tơi xốp hơn lại một bước cải tiến của món ăn khiến Takumi như nắm phần thua trong tay. Lúc này cậu nhớ lại những tháng ngày làm bên Ý và nhìn vào hộp nguyên liệu Takumi trở lên bình tĩnh hơn. Đến lúc món ăn được bưng ra thì mặc dù không muốn chấp nhận món ăn đó nhưng các giám khảo cũng không thể làm gì khác ngoài việc ăn nó và thưởng thức một cách khoái cảm vì nó quá ngon. Như thể biến thành một thiếu nữ luôn, lúc này đến lượt Takumi để món ăn lên trên bàn giám khảo và đặc biệt ở bánh có một lớp mỏng màu vàng gì đó. Khi giám khảo thưởng thức thì một hương vị mãnh liệt của chanh xông thẳng vào trong miệng họ đó chính là nhờ lớp bơ chanh hoàng gia mà cậu đã phết vào giữa bánh. Hóa ra trong nghịch cảnh Takumi đã dùng hết kiến thức của mình để tự tạo ra một món bơ chanh hoàng gia để tăng. Hương vị cho chiếc bánh và đó chính là nhờ chai dầu ô liu độc quyền của nhà cậu mà bố đã tặng cho hai anh em. Nhưng lúc này Subaru đã nở ra nụ cười gian xảo vì tất cả những gì mà Takumi làm đều trong đúng kế hoạch của hắn ta hắn biết. Chắc chắn cậu sẽ tự làm bơ chanh hoàng gia đó nên đã cải tiến thêm một bước đó chính là cho thêm chanh muối cắt nhỏ vào bên trong bánh. Vị đắng ngọt chua khiến cho hương vị của bánh mà Subaru làm được đẩy lên cao nhất và Takumi chỉ đang theo đúng vòng lặp của hắn ta đã định sẵn. Và đã đến lúc công bố thì phải thôi Subaru đã giành chiến thắng. Khi về đến ký túc xá thì mọi người bất ngờ vì Subaru đang ngồi chễnh trệ trong phòng của Soma nhưng cậu vẫn điềm tĩnh mang đồ ăn ra mời Subaru ăn và sau đó hai người bắt đầu nói chuyện với nhau. Subaru bắt đầu khích tướng và muốn Sukugeki với Soma thì cậu nhẹ nhàng ok là. Họ còn đặt cược với nhau nếu Soma thắng thì Subaru phải trả toàn bộ đồ nấu ăn cho những người cậu đã cướp còn nếu Soma thua thì cậu ta sẽ bỏ việc làm đầu bếp. Mọi người nghe thấy vậy liền chạy vào trách móc sau cậu tùy tiện như thế còn Subaru thì thỏa mãn với cái điều kiện này. Trận sắp tới của Soma và Subaru chủ đề là bò hầm thì lúc này có một cậu bé phóng viên tên là Mitsuru đi tới và muốn phỏng vấn thì Soma còn tưởng là người của Subaru nữa chứ. Sau khi biết cậu ta thuộc câu lạc bộ, báo chí Soma cũng buông bỏ cảnh giác và lúc này Mitsuru muốn trong một tuần đến khi cuộc đấu diễn ra cậu sẽ thu thập thông tin về Soma. Nhưng mà Soma kiểu có cái đầu bài và những hôm tiếp vì sự bám dai như để nên thôi đành chấp nhận cho thằng ôn kho này cha khảo vậy. Cậu bắt đầu vào bếp để thử nghiệm món bò hầm và Mitsuru cũng rất hăng hái hỏi và chụp lại làm tư liệu đã thế còn được ăn thử các món ăn này nữa. Nhưng mặc dù ngon là vậy nhưng Soma thấy nó vẫn không đủ để chiến thắng giải đấu thì cậu vẫn muốn tiếp tục thử nghiệm nhưng dạ dày thằng em này đã căng phòng rồi. Còn bên này thì Erina đang chống trải vì Hisako sau khi thua trận đã xin nghỉ một thời gian lúc này cửa nhà cô bấm chuông. Khiến Erina tưởng là Hisako quay về thì không đó chính là Soma và Mitsuru đang bê nồi bỏ hầm đến nhờ cô chỉ giáo thêm. Sau khi nếm thử một miếng của Soma thì cô cho rằng món này không khác gì đồ ăn lề đường vì nó quá lạc đề sau đó đuổi hai người về và trước khi họ đi thì cô còn bảo rằng thù lao cho việc nếm thử món ăn đó chính là mượn toàn bộ tập còn lại của bộ manga cô đang đọc còn bên này thì dự bura đang tưởng tượng mình hóa thân thành soma và nấu ăn cho mọi người trong quán của cậu ta anh ta dự định sẽ biến bản thân mình thành một soma phiên bản pro max soma nhờ nikumi mang cho mình ít thịt thượng hạng của nhà cô và khi nhìn vào đống thịt cùng với lời nhắc nhở của erina thì dường như soma đã hiểu ra được điều gì đó và bắt đầu những Ngày tiếp theo là chuỗi ngày thử nghiệm của Soma cùng các món ăn của liên quan đến bò hầm và cuối cùng thì cũng sắp đến giờ chuẩn bị thi đấu cuộc đấu Jokugeki giữa Soma và Subaru. Cậu con nhắn cho em trai Takumi bảo rằng hãy đến theo dõi trận đấu của tôi tôi sẽ lấy lại tất cả. Cuộc đấu chuẩn bị diễn ra và các vị giám khảo đã bắt đầu thời gian chuẩn bị. Cuộc đấu bắt đầu Soma đã dùng phần thịt đuôi bò để làm nguyên liệu chính cho món ăn và cùng với đó là các gia vị cùng với những màn chế biến kỳ công và Soma muốn đáp trả lại câu nói mà Erina đã chê bai mình nếu ví subaru là kẻ cầm đao thì soma sẽ là kẻ samurai cầm kiếm và hai bên bắt đầu cuộc chiến của mình subaru lần này đã biết rõ mọi tình tiết của soma và hắn ta muốn có các bước điều chỉnh mới để đánh bại món ăn của cậu nhờ vào món thịt sông khói làm đồ ăn kèm và nguyên liệu đặc biệt đó chính là đường đen để ướp gia vị lúc này các vị giám khảo cho rằng soma đang bị một hòn đá cản đường còn subaru thì thuận lợi đi qua sau đó hắn còn quay ra cảm ơn nhẹ nhàng Mitsuru về những thông tin mà cậu điều tra được suốt một tuần qua về Soma và hóa ra hắn đã luôn úp lùn để đọc trộm đống thông tin đó khiến Mitsuru cảm thấy tội lỗi cho rằng vì mình mới khiến Soma rơi vào tình huống khó. Nhưng Soma vẫn rất tự tin bê một hộp thịt tới và nói rằng bây giờ cuộc chơi mới chính thức bắt đầu. Cậu bắt đầu thực hiện nấu món ăn của mình và còn tranh thủ đi vào lấy lò nướng ra nướng thịt đó chính là sự thiên biến vạn hóa ứng biến mọi tình huống của Soma cuối cùng cũng đã đến lúc món ăn hoàn thành và đầu tiên subaru đã bê món ăn của mình lên khi ăn thử một miếng thì các giám khảo vô cùng bất ngờ bởi hương vị thơm ngon tuyệt vời mà món ăn đem đến họ bắt đầu phân tích món ăn của subaru và cảm tưởng như là đang bị hai đồ vật thịt lợn và thịt bò hạ nốc ao vậy subaru đứng cười những nụ cười của kẻ nghiện bao giờ cũng rất tươi và cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng trong tay nhưng soma vẫn điềm tĩnh và bên lên món ăn của mình đó chính là món thịt bò hầm các loại những miếng thịt bên cạnh là món ăn kèm và không hề lạc đề khi các giám khảo vừa ăn thử một miếng thì bất ngờ thay con đường của soma đã được khai mở và cảm tưởng hương vị như là tàu lượn siêu tốc vậy đâm thẳng vào vị giác tạo một cảm giác cực kỳ mạnh mà mấy ông bà giám khảo cũng kỳ cứ ăn ngon là lại thoát y hết với nhau cậu đã lấy ý tưởng món ăn này từ món canh rau củ thập cẩm và đã biến món ăn của mình trở lên mới lạ hơn đó chính là sự không ngừng phát triển món ăn của mình hơn chứ không phải một kẻ đi học lỏng công thức của người khác để cải tiến nó sau cùng thì người chiến thắng chính là soma cậu cũng đặc biệt chuẩn bị cho subaru một phần ăn và khi ăn vào thì subaru cảm thấy ôi mẹ ơi ngon vãi lò cậu nhớ lại hồi nhỏ mình rất có năng khiếu làm lại các món ăn mà cậu đã từng nhìn thấy nhưng bố của subaru cho rằng như thế là đánh cắp công thức không có gì tự hào cả và trong một cuộc thi cậu đã biến tướng món ăn của bố cậu và giành được giải nhất điều đó khiến ông nhục nhã và tức giận đã đuổi cậu ra khỏi gia tộc và thế là từ đó cậu chỉ muốn vùi dập các đầu bếp xuống để chứng tỏ bản thân mình cao hơn họ một bậc nhưng lần này cậu đã thua mọi dụng cụ nấu ăn đã được trả lại cho những học sinh bị lấy và takumi đã đi tới đưa chiếc bán nguyệt của mình cho soma và nói rằng nhờ cậu giữ hộ và sẽ có ngày anh sẽ chiến thắng cậu và lấy lại nó đó mới chính là chân lý của đầu bếp không ngừng tiến bộ dù có thất bại đi nữa Subaru nghe thấy vậy mới bắt đầu ngộ ra chân lý cậu tiếp tục ăn món ăn của Soma và liên tưởng mình như một thiếu nữ có làn da căng tràn như đít em bé vậy. Soma đã thành công vào chung kết của giải đấu mùa thu còn hôm sau chính là trận đấu của hai Yama và Ryu cả hai cũng đang rất hừng hực khí thế chuẩn bị cho ngày hôm sau. Hôm sau trận đấu diễn ra với chủ đề là món ăn phương Tây chính thức bắt đầu. Cả hai bắt đầu được mọi người phân tích và số đông cho rằng Hayama có phần nhìn hơn so với Ryu nhưng khi nhìn thấy Ryu, Cầm con lươn to tổ chàng ra mọi người mới bất ngờ và Alice cũng nói rằng thực lực của Ryu không phải trò đùa đâu. Cậu ta đã làm đầu bếp từ nhỏ và để sống sót ở nơi khắc nghiệt như vậy thì Ryu đã không ngừng phát triển bản thân mình hơn. Cậu ta chính là người sở hữu tinh thần mạnh mẽ trong nấu ăn. Nếu ví trận đấu của cả hai thì được ví như hổ đấu với đại bàng vậy, vua rừng xanh đấu với vua bầu trời. Vẫn là thế mạnh hương liệu Haiyama đã khiến cho cả quảng trường ngây ngất với hương liệu mang lại còn Ryu thì đang cực kỳ tập trung vào món cậu đang chuẩn bị. Cuối cùng cuộc đấu đã đến hồi kết đầu tiên là Hayama với món ăn của mình là ấp Isius vịt. Một món ăn phương Tây rất nhiều người sành ăn biết tới và khi các vị giám khảo ăn thử một miếng thì ối rồi ôi luôn. Lại bổ mắt hại thận quá anh em ơi mọi người như cảm tưởng bản thân biến thành vịt vậy. Một thương vị nhẹ nhàng nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ đâm thẳng vào vị giác khiến người ăn không thể cưỡng lại được. Xin còn liên tưởng đây như một bàn đấu Yuzio kép hợp Pokemon và Hayama đang giành thế thượng phong. Nhưng Ryu vẫn còn con át chủ bài của mình. Cậu mang món ăn của mình nên mặc dù hương thơm không nổi bật như Hayama nhưng khi mọi người ăn thử thì thực sự bất ngờ. Hương vị của nó không hề kém cạnh mà còn sọc thẳng vào vị giác của người ăn nhờ một vài món ăn phụ đi kèm vào trong món lượt này. Mọi người ăn ngấu nghiên không thể dừng lại được và Hayama như liên tưởng rằng con hổ Ryu đang tóm được chân của mình. Giờ là lúc bầu chọn người thắng cuộc thì đã có hai người đầu bầu chọn cho Hayama. Nhưng hai người tiếp theo lại bầu chọn cho Ryu khiến tỷ số được hòa và Inu là người cuối cùng bầu chọn nhưng cô cho rằng cả hai có thực lực và độ ngon ngang nhau nên cho hòa. Thế là Ryu nổi đoá một đất không thể có hai vua được mau đánh giá đi thì Jin ngăn lại và bảo rằng cho hai người số điểm hòa. Và kế hoạch của anh là tọa một tiền lệ mới để cả hai vào chung kết và giải chung kết sẽ có ba người là Soma, Hayama và Ryu. Nghe thấy vậy hiệu trưởng cũng rất hào hứng và đồng ý với điều kiện đó. Cả ba được các bạn trong câu lạc bộ báo chí bắt đầu phỏng vấn thì lúc này chủ đề của trận chung kết đã được mang ra. Đó chính là món ăn về cá thu đau và mọi người có 10 ngày để chuẩn bị cho trận chung kết. Sáng sớm hôm sau Soma đã lục lục chuẩn bị đến chợ cá để chọn nguyên liệu mẹ Gumi thấy vậy cũng lóng ngóng đòi đi cùng cho vui. Chưa cả sáng trời mà chợ cá đã đông đúc người ra người vô và lúc đó thì Soma cũng gặp nhóm của Rio và Alice hai người đó cũng đang đi quanh chợ cá. Rio nói rằng ngày nào mình cũng đến đây và nơi đây như là nhà rồi lúc này dựa vào các tiêu chuẩn đánh giá cá ngon thì soma đã lựa được một con trông khá là béo trong cửa hàng cá nhưng ryu vừa cầm đã bảo con này không phải con ngon nhất và chọn một con trông có vẻ gầy hơn thế là cả hai muốn so xem cả ai ngon hơn nên đã cùng nhau làm món sushi nhưng khi ăn sushi thì mẹ gumi nhận thấy con cá của soma không ngon bằng cá của ryu đó chính là kinh nghiệm của một người vùng biển như ryu cậu nhìn là có thể biết con nào mới là nguyên liệu ngon nhất sau đó rời đi cùng với alice và soma nghe theo lời kể của các bà bán cá thì trước đó cũng có một thanh niên ra ngâm tóc trắng đến và cậu ta vừa người đã biết được con cá nào ngon nhất quán mà lựa chọn đó chính là ha -Yama, cả hai đều có sự thẩm định cá của riêng mình còn soma thì mù tịt về khoản này cả hai ra ngoài nướng cá để vừa ăn vừa chọn nhưng mẹ gumi lo lắng cho soma về khoản thẩm định nguyên liệu cậu thua xa hai người kia nên đó là một sự bất lợi lớn còn bên này thì Jun và Hayama được cái bạn bên báo chí vây lấy để phỏng vấn thì Hayama đã chia sẻ cách chọn cá của mình đó chính là nhờ mùi. Khi cá phân giải chất béo thì sẽ thoát ra một mùi riêng khiến cậu có thể biết con nào trong độ ngon nhất. Còn Ryu thì phóng viên vừa hỏi có tí đã cáo rồi, gì mà căng thẳng thế cha nội. Còn bên này thì Soma đang lo lắng về việc chọn nguyên liệu. Khi đang ngồi vắt óc suy nghĩ thì cậu nghĩ ra được điều gì đó liền tóm ngay IBU đi theo rồi gọi cả Sakaki cùng giúp mình nữa. Sau đó là đi tìm Nikumi để giúp mình một tay và hóa ra cậu muốn lên men cá để bù đắp lại khoản thẩm định nguyên liệu. Cả ba người đều có ba cách lên men nguyên liệu khác nhau nên cậu muốn nhờ cả ba cho mình mượn sức để tập lên men cá. Sau đó cậu đã học lên men của từng người một và sau đó chăm chỉ đến chợ cá để lựa thêm cá tốt về. Sau lần đầu thử nghiệm những chú cá lên men có vẻ có hương vị rất tốt nhưng Megumi vẫn cảm nhận thấy nó không ngon bằng con cá hôm nọ mà Ryu chọn. Soma lại rơi vào trầm tư cậu đang nghĩ cách để làm sao lên men cá mà đạt chất lượng cá tốt nhất. Khi đi qua phòng của bà Fumio thì cậu nhìn thấy mấy món ăn nhậu trên bàn của bà thế là một. Ý nghĩa táo bạo đã hiện ra và thằng bé ôm cảm ơn bà Diêu dít vì nhờ bà mà mới có ý tưởng mới. Hôm đó là ngày cuộc thi chung kết diễn ra và mọi người bắt đầu lên sàn đầu để chuẩn bị nấu ăn. Và hôm nay có ba vị giám khảo góp mặt đó là ông thầy hiệu trưởng, Jin và Nakiri mẹ của Alice hai mẹ con trông phởn phởn thế thôi chứ bà ta cũng là một trong các thánh kén ăn của học viện đấy mọi người bắt đầu lôi cá ra thì hajiyama và ryu thì là những con cá tựa như con dao sắc bén còn ông ngõi soma thì quả cá cùn trông phèn ẻ nhưng cả hai nhận ra soma đã dùng lên men để át đi khoảng cách nguyên liệu và thông lệ hàng năm của giải đấu đó chính là mở khung trăng ra và khi trăng đi hết quãng đường trên khung thì cũng là lúc thời gian kết thúc trận đấu chính thức bắt đầu các thí sinh bắt đầu nấu món ăn của riêng mình các vị giám khảo bên ngoài bắt đầu phân tích các nguyên liệu cùng các món ăn của từng thí sinh một. Alice nhìn mẹ của mình cô lại nhớ tới ngày trước khi mà lần đầu cô đưa Rio về ra mắt và bảo rằng đây sẽ là hầu cận của mình. Cả hai đã cùng nhau so tài nấu ăn nhưng tuyệt nhiên hết lần này đến lần khác Alice đều giành thắng cuộc và cho đến một lần cậu đã thắng cô ấy. Cũng là lúc cậu chịu gọi Alice là tiểu thư và đi theo Alice. Và món ăn mà Rio chuẩn bị hôm nay có liên quan đến màng ngăn giữ nhiệt. Chưa đầy một giờ trăng chưa đi hết nửa đường thì Rio đã hoàn thành xong món ăn của mình rồi. Cậu bưng lên cho ba vị giám khảo chấm điểm thì mới mở túi ra cả một đại dương đã bao phủ xung quanh họ. Một mùi hương ngào ngạt của biển cả khiến Jin và Nakiri không thể cưỡng lại được bản thân mà hòa mình vào đó. Sự kết hợp hoàn hảo của các loại hải sản tô điểm chính cho món cá thu đao và thêm vào đó chính là nguyên liệu đặc biệt bơ thảo mộc. Do Rio đã đông lạnh và thả vào đó để nó tan từ từ vị béo của bơ sẽ thấm thuần vào cá khiến món ăn càng trở lên tròn vị thơm ngon hơn. Tôi nói thật ngon đến mấy cũng thua cơm chăn nước mì tôm của tôi hết nhưng mà thôi không mang vào đi thì đâu. Sau khi ăn món ăn ngon tuyệt này mẹ của Alice chuẩn bị có màn lột trần đó chính là đặc rap phiên bản tiếng Nhật cùng với đó là một bài văn khen món ăn của Ryu. Và cả thầy hiệu trưởng cũng đã có màn thoát y sau khi ăn món ăn của Ryu làm khiến cả hội trường bắt đầu hò reo. Tiếp theo chính là món ăn của Hayama nhưng vừa nhìn món ăn thì Ryu đã phản bác tại sao lại cho món đó vào đây đi thì. Đó chính là một món cá khai vị và Ryu cho rằng nó không thể sánh với món ăn của mình được. Khi các giám khảo chuẩn bị ăn thì Hayama bảo rằng còn một bước nữa sau đó cậu lấy khò lửa ra để nướng xém. Lớp bên ngoài của cá khiến mọi người cực kỳ bất ngờ về điều đó và món ăn trông ngon hơn bao giờ hết. Và đặc biệt hơn trong món ăn này, Hayama không hề dùng nhiều nguyên liệu như mọi khi mà chỉ dùng duy nhất đó chính là tiêu. Vị cay nồng của tiêu sẽ tô điểm thêm cho vị ngọt của cá và có một lớp sốt ướp bên ngoài từ nước tương và các hỗn liệu khiến miếng cá được nướng cháy xém cực kỳ đẹp chứ không bị khét. Nếu vì thanh đao của Rio là một thanh đao cực lớn thì ở trận đấu trước Ha là một cây kiếm dài nhưng trận này thì lột xác trở thành một cây kiếm nhỏ cực kỳ tinh tế. Và một lần nữa sau khi thưởng thức món ăn của Ha thì thầy hiệu trưởng lại một lần nữa thoát y. Lúc này còn Soma và lúc mặt trăng vừa đi hết quãng đường cũng là lúc Soma bưng sản phẩm của mình lên cho các giám khảo chấm điểm. Đó chính là cơm cám gạo cá thu nói chung là cơm trộn. Sau khi thưởng thức món ăn thì Jin và Nakiri rất đánh giá món ăn vì nó có độ béo độ ngọt của cá ăn cùng cơm rất chi là cuốn và nhờ vào sự. Lên men cám gạo đã giúp cá giữ chọn vị ngon ngậy nhất của mình và từ một thanh kiếm cùn giờ đây Soma đã rèn được một thanh kiếm cực kỳ sắt bén. Sau khi ăn hết bát cơm thì thầy hiệu trưởng vẫn chưa hề thoát ý điều này khiến mọi người vô cùng lo lắng nhưng... Soma lại hỏi các giám khảo ăn thêm một bát nữa không vì cậu còn làm riêng một nồi xốp để chan vào trong bát cơm. Còn bên này thì Ishiki đang nói chuyện với Genpai Aizan của mình và cậu biết rằng chính anh ta đã sai khiến Subaru khích tướng để đánh bại Soma nhưng không ngờ đã bị cậu ta trả lại cho một vố đau. Còn bên này khi giám khảo chuẩn bị chấm điểm thì Soma lại lôi ra thêm nồi canh màu trắng và bảo rằng đây mới. Chính là phần cuối của món ăn sau đó cậu giới thêm cho mỗi người một bát và chan thêm canh màu trắng đặc biệt đó vào. Thầy hiệu trưởng vừa mới hút một miếng đã thoát y luôn rồi. Món súp mà Soma làm đó chính là từ đậu nành cùng với đó là miso và phô mai. Điều đó khiến cho món cơm đã ngon lại càng ngon hơn bao giờ hết. Nakiri cũng bắt đầu màn rap tiếng Nhật Bổn của mình và Soma mới chính là nhân tố bí ẩn ngay từ bé cậu đã được luyện tập cùng số 2 của. Tutsuki thời đó chính là bố của mình dù có thất bại bao nhiêu lần đi nữa thì thằng bé vẫn cứ đứng dậy và tiếp tục tìm tòi thử nghiệm. Đó chính là những gì mà Ishiki nghe được từ bố của Soma lúc này thầy hiệu trưởng cùng hai giám khảo bắt đầu đưa ra quyết định của mình xét về hương vị thì cả ba đều có hương vị của riêng mình không ai giống ai và của ai cũng có một vị ngon riêng và về mặt đó thì cả ba được đánh giá là bằng điểm nhau nhưng yếu tố quyết định cho chức vô địch đó chính là sự độc quyền của món ăn và giây phút đó chuẩn bị tuyên bố người chiến thắng ai cũng lặng im lắng nghe và ha yama nhớ lại quá khứ của mình đã ở trong khu ổ chuột chính jun là người đã kéo cậu ra khỏi nơi tồi tàn đó sau đó cậu đã cố gắng mọi điều để trở lên hoàn hảo nhất đơn giản vì điều đó sẽ khiến Jun rất vui và sự cố gắng của Hayama đã được đền đáp. Người chiến thắng trong cuộc thi lần này chính là Hayama với món ăn xứng đáng là độc bản của riêng cậu. Cậu hạnh phúc ôm Jun vào lòng nhưng ngại quá lại bỏ ra. Còn Rio đã cáo thì chưa gặp cô tiểu thư động tí là chiêu động tí là dỗi thì còn gì cay hơn. Thế là Soma và Rio đòi ăn thử cái món hạng nhất kia xem có ra gì không và sau đó lại bắt đầu cái giọng điều kiểu tôi cũng làm được món này. Sau đó Soma và Ryu cãi nhau xem ai mới xứng đáng đứng hạng 2 thì đến lúc trao giải thì là Soma hạng 2 còn Ryu thì là hạng 3 trong cuộc thi lần này. Sau khi kết thúc cuộc thi thì bố của Soma có gọi điện hỏi thăm và sau khi biết cậu thua đệ tử của con nhóc. Chun thì cười rất là hà hê và sau đó động viên thằng con tìm ra phong cách nấu ăn riêng của chính mình. Soma cũng rất suy ngẫm về điều đó và liệu cậu có thể tìm ra độc quyền cho mình không? Kể từ hôm đó thì Rio và Soma liên tục đến phòng của Hayama bảo cậu ta nấu cho mình ăn để tìm cách chiến thắng cậu ta ba người không nghĩ rằng tình anh em đang dần đi lên. Mấy hôm sau Vun bảo rằng mấy đứa chuẩn bị xa nơi này rồi đấy hóa ra những học sinh năm nhất cuối năm sẽ có một buổi đi thực tế một tuần trong các quán ăn để những chủ quán sẽ chấm. Xem có được đỗ tiếp tục học hay không và hôm đó thì Soma đã gặp Hisako hai người đến thực tập tại một quán ăn thì anh chủ quán lại là fan của cả hai người và vừa gặp đã đòi xin chữ ký. Hai người bắt đầu vào công việc của mình thì vừa mới chưa thôi thì khách hàng đã ngồi chật kín quán ăn vì quán nằm gần ga tàu điện ngầm nên lượng khách là vô cùng lớn. Và thoát đến thoát đi lượt khách đầu tiên vừa mới rời khỏi thì lượt khách tiếp theo đã lại tiếp tục kéo đến nhưng nhờ có sự chỉ đạo của Soma mà mọi việc dần. Đi vào khuôn phép và mọi người đã bắt kịp tiến độ của khách hàng và mang thức ăn ra đầy đủ và cuối cùng thì họ đã hoàn thành rất tốt việc của ngày hôm nay còn bên này thì mẹ gumi và erina chung với nhau đi thực tập tại một nhà hàng phá chéo ngược p nhưng vừa vào đã bật luôn bếp trưởng khiến mẹ gumi đứng bên cạnh mà sợ không dám thở thế nhưng món ăn của erina lại khiến các thực khách rất hứng thú và thích ăn khiến cho bếp trưởng cũng không dám bật lại chút nào mặc dù cáu vãi ỏ nhưng với sự điều hành của erina thì cả cái bếp rất có trật tự và tiến độ công việc càng lúc càng nhanh hơn khiến cho bếp trưởng mặc dù rất cay cú nhưng cũng phải cúi đầu xin chỉ giáo Bên này sau khi thực tập mấy hôm và xem xét tình hình thì Hisako thấy lượng khách phàn nàn về cửa hàng ngày một tăng lên nên cô quyết định mở ra cuộc họp gấp để thay đổi menu cho cửa hàng. Mặc dù vậy menu đó đã được truyền từ đời ông cháu cha đến giờ bỏ đi thì sao đành nhưng Soma đã hỏi ý kiến rằng anh muốn cửa hàng của mình đi về đâu. Sau đó cậu đã nêu ra những điều cần thay đổi cho nhà hàng và cuối cùng họ đã có những phương án tốt nhất để thay đổi menu. Nghe thấy việc thay đổi menu một vị khách quen đã chạy tới và gọi những món ăn cũ nhưng với cách chế biến mới và điều đó khiến ông rất hài lòng. Người của Totsuki đứng bên ngoài quan sát và đã chấm điểm đạt cho Soma và Hisako sau đó rời đi. Còn bên này mẹ Gumi và Erina cũng được chấm đạt và có xe đưa đón đi về. Khi chuẩn bị chào tạm biệt nhau thì Soma cho Hisako vài lời khuyên khiến cô thầm nhận ra vấn đề của mình. Soma còn đặc biệt đưa cho cô những cuốn manga mà Erina muốn đọc và bảo truyền hộ lời cảm ơn đến cô ấy. Hisako nhận ra tấm lòng ấm áp của Soma và đã cảm ơn cậu sau đó rời đi. Soma lại tiếp tục một tuần thử việc cá nhân nữa ở một nhà hàng khác. Và lần này nhà hàng mà cậu được thực tập đó chính là nhà hàng của Jin. Jin đã đề cử một người đến thực tập và khi Jin biết đó là Soma thì anh ta nở ra một nụ cười thỏa mãn. Vừa mới đến thì đã bị bắt đi lau chùi vì hôm nay quán vẫn đang dọn dẹp chuẩn bị mở quán mới. Có hai đầu bếp nữa đó là Kao và Lucie. Còn một người nữa đó chính là bếp phó Aben. Mặc dù vậy nhưng Aben ghen tị vì Soma có thể nói chuyện thoải mái với xin bếp trưởng còn mình thì không tự ái vãi lồi. Sau khi miệt mài lau chùi dọn dẹp thì cũng đã đến giờ ăn trưa. Lúc này xin muốn trổ tài cho mấy thằng đệ xem trình độ nấu ăn của mình như thế nào và sau khi băm gọt chặt, chém trong bếp thì một món ăn đã được bưng lên và mới chỉ ăn có một miếng thôi đã khiến cả cơ thể như được bung lộ vậy. Mọi người bắt đầu phân tích món ăn đó còn xin thì bảo thế này chưa đủ còn thiếu rượu nữa Aben đâu mang rượu ra đây và sau hôm dọn dẹp thì ngày hôm sau sẽ là ngày tiền khai trương. Đó là khai trương giả và khách chủ yếu là người quen đến để xem chất lượng phục vụ quán và góp ý để thay đổi trước ngày khai trương. Mọi người bắt đầu dẫn dò nhau về ngày mai thế nào và khi buổi tiền khai trương diễn ra thì không khí bên trong này thực sự vô cùng căng thẳng và Soma cảm nhận rõ điều đó. Mọi người đều tập trung làm việc còn Soma thì thực sự khó khăn lắm và cậu không thể theo kịp tiến độ của mọi người được. Lúc này Aben đã mắng cậu nhưng Soma không hề tự ái mà tự nhận lỗi sau đó càng cố gắng hơn để làm việc. Và ở phía các người khác trong buổi thực tập cá nhân thì cũng đang rất cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cuối cùng sau một buổi làm việc cực khổ thì cũng đã hoàn thành được tiền khai trương ngày một nhưng hôm sau khối lượng công việc còn gấp 2-3 lần như thế. Soma nhớ lại lần đầu bước tới ngôi trường và những khó khăn lại trải qua cậu càng muốn cố gắng hơn. Hôm sau khi mọi người đến thì phát hiện ra cả khu bếp đồ đạc đã được rửa sạch sẽ đồ ăn đã được sơ chế toàn bộ và nếu như. Vậy thì thời gian chập mắt là gần như không có nhưng Soma vẫn rất hăng hái học hỏi những cái mới từ đàn anh đàn chị. Và những ngày tiếp theo thì Soma ngày càng tiến bố nhiều hơn tiến độ làm việc cũng đã dần bắt kịp được mọi người và không những thế xin còn. Tự tin cho Soma trực tiếp nấu ăn khi mọi người đang bận tay. Cuối cùng cũng 4 ngày tiền khai trương trôi qua và ngày hôm sau là ngày cuối cùng. Sau buổi khai trương thì sẽ có một cuộc thi sáng tạo món ăn mới trong menu và Soma muốn thử sức một món ăn độc quyền của mình cho bài thi đó. Xin cảm nhận rõ khí thế hừng hực của Soma khi cậu nói những điều như vậy. Hôm sau thì Soma vẫn rất nhiệt tình học hỏi những kinh nghiệm từ ABAL và các chị và hôm đó ngày tiền khai trương cuối cùng cũng kết thúc mỹ mãn. Và lúc này là những người quen đến quán để bắt đầu thưởng thức những món ăn của cửa hàng của Jin và cả mẹ của anh Jin cũng đến đây để tham gia. Và sau khi mọi người dùng bữa thì mẹ của Jin cũng ăn và khen con trai nấu ăn ngon lắm khiến Jin có chút ấm lòng. Lúc này Soma hỏi sao anh lại chọn ẩm thực Pháp thì Jin quay đầu đi anh kể lại rằng hồi bé để thưởng. Cho sinh khi vào lớp 1 thì gia đình rủ nhau đi ăn hàng Pháp và mẹ của anh đã rất thích món ăn ở đó. Thế là xin quyết định sẽ học món ăn Pháp để khiến mẹ cười tươi mỗi ngày đúng là con trai của mẹ có khác. Đấy con nhà người ta đấy đâu như con mình ăn trộm tiền mẹ nạp phai phai rồi donate cho gia đình đạt vali. Khi đưa tiễn mẹ về thì lúc này là cuộc thi sáng tạo thực đơn mới và INU thì sẽ không bỏ qua vụ này rồi dù xin có đấm vào mồm thì cô nhất quyết ở lại để ăn thử. Và cuộc thi chính thức bắt đầu nhìn các anh chị hừng hực như thế một người như Soma cũng không muốn thua kém gì họ cả. Mọi thứ cậu học từ bố, từ mọi người tất cả áp dụng trong món ăn này, một món ăn mang chất riêng của Soma. Sau khi ba người đàn anh chị mang món ăn của mình ra hết thì cuối cùng đó chính là món ăn của Soma. Chim cút nướng nguyên con và giám khảo sẽ là ông anh khó tính Jin. Vừa ăn thử một miếng thì xin lập tức thoát xác luôn. Inu cũng chảnh chạy đòi ăn thì thực sự ôi mẹ ơi luôn món ăn gì lại ngon một cách khiến cô lột tung cả người ra như vậy. Sự kết hợp của nướng giòn bên ngoài nhưng bên trong vẫn giữ được nước. Cùng với đó là lớp nhân cực kỳ tinh tế bằng những nguyên liệu mà Soma đã tự nghiên cứu và cho vào để đạt được độ ẩm tốt nhất và quan trọng hơn hết đó chính là lớp vỏ bọc nguyên liệu được làm từ rau bắp cải sau khi phân tích món ăn của mình xong thì xin đã đứng dậy khen cậu làm tốt lắm nhưng vẫn chê món ăn dở tệ này mà đòi vào thực đơn của tôi á à đéo có đâu nhưng ngay sau đó anh đề nghị sẽ chỉnh sửa một chút về món ăn của cậu điều đó làm soma rất hào hứng và xin đã chỉ ra những điểm sai cùng những lỗi sử dụng nguyên liệu trong khâu chế biến của soma bên ngoài thì người giám sát cũng đã thông báo soma đã đỗ cuộc trải nghiệm thực tập này và hôm sau cũng là lúc soma rời khỏi quán ăn của Jin. Vậy là những học sinh năm nhất dần đã chọn được những viên ngọc thô giáp để chuẩn bị mài rũa nó những học viên còn trụ lại mới chính là những viên ngọc đáng được mài rũa. Mọi người đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình còn bên quán ăn của Xin khi khách hàng hỏi có món gì đặc biệt không thì anh ta tự tin đưa món của Soma ra để tiếp đón. Vậy ra Xin đã âm thầm công nhận món ăn của Soma vào danh sách thực đơn mới của mình rồi. Và chặng đường trở thành vua đầu bếp của Soma vẫn sẽ được tiếp tục mọi người nhớ like, share và đăng ký kênh để đón chờ phần tiếp theo nhé. Chào mọi người! Ever wonder about what he's doing? How it all turned to lights Sometimes I think that it's better To <laughs> never ask about it Whether it's inside or